ở cái buổi học ở cái buổi học lý thuyết của sư phụ Nghĩa ấy là cái buổi mà bắt đầu sư phụ Nghĩa dạy con về kiến thức về hai đường thẳng song song. Thì thầy xin hỏi một chút là với cái kiến thức mà con được tiếp nhận hôm hôm sư phụ Nghĩa truyền đạt đấy thì con có hiểu hoàn toàn hết 100% của các kiến thức đấy chưa? Hay là vẫn còn có phần chưa được rõ ràng lắm thì hãy chia sẻ với thầy. Để thầy biết nếu trong trường hợp mà con chưa thật sự hiểu lắm ấy thì thầy còn giảng giải lại cho, được không ạ? Nào, con cứ mạnh dạn chia sẻ nhá. Con chia sẻ đi. Với cái kiến thức mà mà hôm vừa rồi con được học ấy là sư phụ Nghĩa bắt đầu uh, giới thiệu cho con biết thế nào được gọi là khái niệm về hai đường thẳng song song, được không ạ? Thế thì về mặt lý thuyết của nó ấy, thì đầu tiên là như thế này. Cho hai cái đường thẳng bất kỳ, Ai, con nhìn nhá, hai đường thẳng bất kỳ. Thầy sẽ nhắc lại lý thuyết một chút, bởi vì cái này nó là, phải nói thật sự là đây là một cái kiến thức khá là quan trọng. Trong nội dung chương trình hình học 7, và cũng là hình học của lớp 8, lớp 9 sau này, ấy, thì sẽ dùng những kiến thức này rất là nhiều. Nên, bây giờ là chúng ta bắt đầu học từ những kiến thức đầu tiên này này, thì các con phải à, cố gắng là hiểu nó một cách thật, trọn vẹn và cặn kẽ ngay từ đầu được không nào vậy thì trong trường hợp này ta có nhá đường thẳng a này một cái đường thẳng b nào đó ở dưới này được chưa nào sau đó là có một cái đường thẳng c cắt qua hai cái đường thẳng này tại hai điểm là điểm a và điểm b như hình vẽ được chưa à, quang dũng như thầy hỏi một chút là quang dũng học ở lớp nào quang dũng ơi con đăng nhập vào lớp học của chúng ta là quang dũng có thể cho thầy hỏi một chút là là quang dũng con học ở lớp nào không ạ ờ, con cho thầy xin cái thông tin về về tên và lớp học của con quang dũng có nghe thấy tiếng của thầy không ạ Ok. Rồi. Bạn Quang Dũng là thầy nhắc nhở nhá, nếu mà trong trường hợp mà con không trả lời thầy là thầy sẽ không xác nhận là con vào trong lớp học đâu nhá. Quang Dũng nhá. <laughs> Quang Dũng nghe thấy tiếng của thầy không ạ? Có ạ. Ok vậy con cho thầy hỏi là con là con là học sinh ở lớp nào ạ? Con học sinh lớp 7B1 ạ. À ok, 7B1. Rồi, nhất trí vậy thì chắc là hôm thứ năm vừa rồi chúng ta nghỉ cho nên là hôm nay con học bù đúng không ok rồi ờ. vậy thì uh, xin mời bạn uh, minh phúc với bạn quang dũng các con nghe này trong trường hợp này thì uh, chúng ta có hai đường thẳng a và b sau đó có một cái đường thẳng c cắt qua hai đường thẳng này lần lượt tại hai điểm là điểm a và điểm b được chưa nào sau đó thì ở vị trí tại điểm A này và vị trí tại điểm B này này, các con rõ ràng là có nhìn thấy là nó tạo ra được bốn góc tất cả. Thầy xin phép ký hiệu vào đó là 1 2 3 4, tứ tự đúng không? Và đây hoàn toàn đây cũng là 1 2 3 4, được chưa? Như vậy là cái cái mà khi mà chúng ta một đường thẳng cắt một đường thẳng khác thì luôn luôn tạo ra bốn góc. Như vậy C cắt A và cắt B tại hai vị trí A và B, lần lượt ta sẽ có được bốn cặp góc tương ứng là A1A2A3A4 và B1B2B3B4, được chưa nào? Vậy thì đầu tiên Minh Phúc cho thầy hỏi này. Ở cái buổi học lý thuyết ấy thì sư phụ nghĩa đã hướng dẫn cho chúng ta cách nhận diện ra được cặp góc đối đỉnh. Vậy Minh Phúc cho thầy hỏi là con có nhận diện ra được trên hình vẽ này có tất cả là bao nhiêu cặp góc đối đỉnh hay không? Không ạ. Không à? Uh, vì sao con lại không nhận diện ra được uh, là hôm đấy con nghe giảng chưa kỹ à hay thế nào về nhà con có xem lại uh, video của sư phụ nghĩa không không hôm đấy em nghe giảng không kỹ à thế à thầy phải chia sẻ luôn như này nhá cái lý thuyết này là nó là cái một trong những cái rất là quan trọng của vật hình học của lớp 7 mà lớp 7 thì lại là cái gọi là cái như nào nhỉ có thể gọi là nó là cái kiến thức cơ sở để giúp cho các con học tốt ở lớp 8 và lớp 9 nhớ chưa nào cho nên ý, là ngay bây giờ khi mới bắt tay vào học những cái buổi đầu tiên về kiến thức về phần học thì các con cần phải học một cách uh, cẩn thận và nghiêm túc ngay từ đầu nhớ chưa nào tất nhiên là mới học buổi đầu tiên có thể là một số cái con chưa thật sự hiểu thì không sao hết thế nhưng mà cái việc này không thể duy trì lâu được đúng không là phải nhớ là thay đổi nhá được chưa trong trường hợp này thầy sẽ nhắc lại như sau lý thuyết của cặp góc đối đỉnh là như thế này Đầu tiên này, có hai đường thẳng cắt nhau. Đây là thầy nhắc lại lý thuyết này phần về phần hai góc đối đỉnh một chút. Trong trường hợp này là có hai cái đường thẳng cắt nhau đó là AA' và BB'. Khi nó cắt nhau như này này thì cái điểm mà nó cắt ở đây nó sẽ là điểm A. Được chưa nào? Thầy gọi tên là điểm A đi. Thế thì rõ ràng là ở trên cái hình vẽ này các con có nhìn thấy là nó tạo ra được bốn góc đúng không? Thầy ký hiệu là A1 nhá. A2 nhá. A3 nhá. A4 nhá, đúng không? Cứ hai đường thẳng cắt nhau thì sẽ tạo ra bốn góc tương ứng. Vậy thì với bốn cái góc này thì chúng ta sẽ nhận diện ra được một cặp góc đối đỉnh thứ nhất, đó là cặp góc này này, các con nhìn này. A1 và A3. Tại sao lại được gọi tên là cặp góc đối đỉnh là do như sau. Đối tức là nằm ở vị trí đối nhau. Thế còn đỉnh tức là hai góc đấy có chung một đỉnh. Như vậy góc A1 và góc A3 hai góc này chẳng qua là ký hiệu cái 1 và 3 này tương ứng ở vị trí. Thực ra A1 chính là góc A nhỏ này, A lớn này, B phẩy. Nào. Các con có nhìn thấy là như này nó A1 đấy chính là cái góc này không? Đây này. A A lớn B nhỏ chính là góc A1. Thế còn góc A3 trong trường hợp này chính là góc A phẩy A lớn B nhỏ. Cả lớp có đồng ý không ạ? Các con nhận diện được chưa ạ? Góc A1 thì chính là đọc đầy đủ, tên đầy đủ ra chính là đây này. Là cái góc A nhỏ, A lớn, B nhỏ. Thế còn góc A3 thì chính là góc A nhỏ, A lớn, B nhỏ. Vậy hai góc này, đây chính là hai vị trí đây đây. Thì hai cái cạnh mà tạo ra góc A1 ý. Nào Phúc cho thầy hỏi trong trường hợp này hai cái cạnh nào để tạo ra góc A1 nào? Hoặc có thể là con có thể trả lời là hai cái tia nào để tạo ra góc A1 cũng được. Nào Minh Phúc trả lời cho thầy nào, nhanh. Cái gì ạ? À? Con đọc đọc thật bình tĩnh và đọc to rõ ràng xem nào để thầy biết là đúng hay sai nào cái gì cái gì a và b phẩy à? á à, không tia thì ở đây con phải đọc là gốc gốc ở đây là bắt đầu cho hai cái tia này chung cái gốc gì nhỉ góc a 1 này này đây cái góc a 1 này này thì góc a 1 này được tạo ra bởi hai tia nào Hợp phúc phúc trả lời cho thầy nào cái góc A1 đi là tạo ra bởi hai tiên nào? Bạn Quang Dũng ở cả bạn Bảo Châu hai con hai con bật cam lên giúp thầy nhá. Được không ạ? Ok, vậy thầy xin hỏi lại này, Quang Dũng này, Minh Phúc này, Bảo Châu này, à, trong trường hợp này thì chúng ta, thầy đang muốn nhắc đến lý thuyết về cặp góc đối đỉnh, vậy thì ba con có nghe cái buổi giảng của sư phụ Nghĩa, sau đó các con còn nhớ là thế nào được gọi là cặp góc đối đỉnh không ạ? À? Bạn nào mà nhận diện được uh, cặp góc đối đỉnh thì giơ uh, tay cho thầy xem, nào. tức là các con gửi cho thầy một cánh tay lên để thầy biết. Còn nếu mà giả sử trong trường hợp các con không nhận diện nhận diện được thì không sao hết. Chỉ cần nói cho thầy là không nhận diện được thôi. Bảo Châu có nhận diện được không ạ? Không ạ. Không à? Ok. Như vậy là trong trường hợp này ở cái buổi học đầu tiên lý thuyết đấy, các con chưa nắm vững lắm thì bây giờ phải nghe giảng lại ngay này. Nghe nhá. Góc A1 là cái góc thầy ký hiệu ở vị trí này này. Thì cái góc A1 này được tạo ra bởi hai tia đó là tia a lớn a nhỏ được chưa và tia thứ hai là tia a lớn b nhỏ đấy là hai tia tạo ra góc a một hai cái tia đấy đây này a lớn a nhỏ này và a lớn b nhỏ cả lớp có nhìn thấy chưa thầy sẽ ký hiệu lên bằng hai cái nét màu đỏ cho các con nhìn nó dễ hơn nhá đấy nhìn thấy chưa hai cái thằng màu đỏ đây này đấy như vậy đây chính là hai tia trung gốc A tạo ra góc A1. Ok. Thế còn bây giờ nào? Minh Phúc nhận diện cho thầy hai tia nào tạo ra góc A3 nào? Nhanh. Hai tia nào tạo ra góc A3? Minh Phúc nghe thấy câu hỏi của thầy không ạ? có hai tia nào thì tạo ra góc a ba con có trả lời được không À không có câu trả lời à <laughs> Căng quá nhở Minh Phúc ơi thì, thế thì thầy vừa giảng cho con thế nào Bây con nghe lại này Cái góc A1 ở trên nhá Thì là góc này Đây, đây Cái góc A1 đây này đấy. Góc này được tạo ra bởi hai tia Đó là tia A lớn A nhỏ Tức là từ A này là gốc này Nó hướng lên phía trên này Đây này hướng lên cái đường này này Màu đỏ này này Con có nhìn thấy cái chuột thấy đang gì không Đấy đấy là tia thứ nhất Tia thứ hai là A lớn B nhỏ Đây là tia thứ hai được chưa? Như vậy trong trường hợp này thì góc A1 là góc được tạo bởi hai tia A lớn A nhỏ, A lớn B nhỏ Còn góc A3 Thì bây giờ Phúc có nhận diện được là nó tạo ra bởi hai tia nào không? Nào con cho thầy hỏi là Con có nhận diện ra được là nó tạo ra bởi hai tia nào không? Bây giờ có có nhận diện được không? Hay là vẫn chưa có câu trả lời? có nhận diện được không phúc ơi đúng rồi tại sao con không bật mic mà lại con lại thì chat lúc nãy con vẫn trả lời được bằng mic mà con cứ nghe này con cứ bật mic lên tương tác với thầy thoải mái chẳng có gì phải ngại cả trong trường hợp này chẳng có gì phải ngại cả tại sao lại như thế nhưng nghe này mình kiến thức mình nắm mình chưa thật vững thì mình mới cần phải học tập, mình mới cần phải ôn tập trong các cái buổi bài tập như thế này, hiểu không nào? cho nên là cái gì không hiểu thì phải ngã. thật sự là mạnh dạn bật bích lên để hỏi thầy, bảo thầy ơi cái này con chưa hiểu, cái này con chưa biết, thầy giảng cho con được không? ví dụ thế, chứ thầy có bao giờ có bao giờ trách uh, uh, là những bạn nào hỏi nhiều đâu, hỏi càng nhiều thì càng tốt, hiểu chưa nào? nghe nhá. vậy trong trường hợp này thì bạn phúc bạn ấy nhận diện ra được là góc A 3 được tạo ra bởi tia A lớn này A nhỏ Và A lớn B nhỏ là chính xác Được chưa Như vậy trong trường hợp này Thì chúng ta nhận diện đa dược như sau A lớn A nhỏ Và A lớn A phẩy là hai tia đối nhau Đây hai tia đối nhau là hai tia như này này A A nhỏ này Đối với là tia đối Là tia đối nhá với tia A lớn A nhỏ Đấy. Tương tự ta có này AB phẩy và AB cũng là hai tia đối nhau và A lớn B phẩy cũng là hai tia đối nhau các con nhé Như vậy người ta đi đến kết luận là góc A1 được tạo ra bởi hai cặp tia này góc A3 được tạo ra, ra bởi hai cặp tia này thì hai cặp tia tạo ra góc A1 là cặp tia đối của hai tia tạo ra góc A3, được chưa? Nếu mà các con nhận diện được việc đấy thì chúng ta đi đến kết luận được là góc A1 và góc A3 này là hai góc đối đỉnh với nhau. Được chưa nào? Vậy bây giờ nhìn nhá. Thầy sẽ thử xem thế này xem xem là các con có nhận diện ra được đây có phải là hai góc đối đỉnh không nhá. Nhìn này. Đây, một cái đường thẳng. Sau đó là một cái đường đến đây, nhưng mà đến đây thì nó lại không thẳng nữa mà nó lại gấp khúc như thế này. Vậy cả lớp cho thầy hỏi, tại vị trí điểm A này thì góc A1 ở đây và góc A3 ở đây có được gọi tên là cặp góc đối đỉnh hay không? Những bạn nào mà uh, cho rằng là đây A1, A3 là cặp góc đối đỉnh thì các con comment lên cho thầy thanh chat là số 1. Còn nếu các con nhận diện đây không phải là cặp góc đối đỉnh thì các con comment lên thanh chat cho thầy là số 0. Nào, xin mời các con. tất cả comment lên nhá các con cứ nhận diện như thế nào thì các con trả lời cho thầy như vậy đúng sai không quan trọng trong trường hợp này thì đúng sai không quan trọng miễn là các con cứ mạnh dạn nhận diện như thế nào thì chia sẻ cho thầy theo các con thì góc a 1 và góc a 3 ở trong trường hợp này có phải là cặp góc đối đỉnh hay không nào phúc dũng cả mấy bảo châu các con comment lên thanh chat cho thầy nhanh Lớp học có mỗi mấy bạn như này thì phải là lập tức tương tác với thầy chứ đừng có ngồi để chỉ xem không hiểu chưa nào? Đây là cơ hội cực kỳ, cực quan gọi là cơ hội dành cho các con có cơ hội tương tác được nhiều với thầy đấy. OK, thầy đã nhận được uh, các cái nhận diện của các con này. Trong trường hợp này thì uh, còn bạn bảo châu nữa thì bảo châu như thế nào đây? Bảo châu ơi, học hành à, có nghiêm túc anh... hay không? rõ câu hỏi. Thầy vừa hỏi là trong cái trường hợp này góc A1 và góc A3 đây này, hai cái góc này này, có được gọi là cặp góc đối đỉnh hay không? Có. Có. Rồi, ok. Bảo Châu thì nhận diện là có. Còn hai bạn còn lại thì nhận diện là không. Thì câu trả lời của thầy trong trường hợp này, góc A1 và góc A3 này không phải là cặp góc đối đỉnh. Là bởi vì như sau. Trong trường hợp này thì cái tia AA này này và tia AA phẩy ở dưới này này, là một cặp tia đối đỉnh. Thầy xin lỗi là một cặp tia đối nhau, đúng rồi. Nhưng thằng này là AB, còn thằng này là AB nhỏ. Rõ ràng tia A lớn B nhỏ và A lớn B phẩy này, hai tia này không phải là hai tia đối nhau, bởi vì đối nhau thì nó phải như thế này cơ. Nó phải chấm 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 như thế này này. Thì cái thằng này mình kéo dài xuống đây này. Các con nhìn thấy chưa nào? Nhưng đây lại nó là gấp khúc. Như vậy hai cặp tia tạo ra góc A1 không phải là cặp tia đối của tạo ra góc A3. Vậy trong trường hợp này không phải là cặp góc đối đỉnh, được chưa nào? Ok chưa? Như vậy muốn tạo ra được cặp góc đối đỉnh thì cặp tia tạo ra góc A1 bắt buộc phải là cặp tia đối với cặp tia tạo ra góc A3. Cả lớp nhớ rõ chưa? Như vậy trong trường hợp này ta sẽ có được cặp góc đối đỉnh thứ nhất A1A3. Cặp góc đối đỉnh thứ hai là A2A4. Nhìn thấy chưa? Cả lớp phát hiện ra được chưa nào? Nhớ nhá. Vậy trong trường hợp này để được cặp tia cặp góc mà là đối đỉnh với nhau ấy thì phải có một cái định nghĩa như sau, thầy nói lại này. Thầy đánh cái đấy ra cho cả lớp nhìn nhá. Đây, người ta định nghĩa như này này, hai góc đối đỉnh là hai góc có cặp cạnh tương ứng của góc này là cặp tia đối của cặp cạnh tạo ra góc còn lại hay còn gọi là góc kia được chưa nào nhấn mạnh lại nhé hai góc đối đỉnh là hai góc có cặp cạnh tương ứng tạo ra góc này là cặp tia đối của cặp cạnh tạo ra góc kia vậy trong trường hợp này thầy nói lại một lần cuối cùng này a a đối với a lớn A phẩy Đây là cặp tia đối nhau đúng không Trung gốc A Thế còn A lớn B Và A lớn B nhỏ Cũng là cặp tia đối nhau Cũng trung gốc A luôn Như vậy góc A1 thì tạo ra bởi đây này Nó chính là cái vòng cung này này Đấy, Nhìn thấy chưa Thế còn góc A3 là vòng cung này này Như vậy cặp cạnh tạo ra góc A1 Là cặp tia đối của cặp cạnh tạo ra góc A3 Và nếu nhận diện được điều đó thì góc A1, A3 được gọi tên là cặp góc đối đỉnh và đặc điểm của cặp góc đối đỉnh là có đặc điểm như sau góc A1 sẽ bằng góc A3 được chưa hai góc đối đỉnh thì bằng nhau tương tự góc A2 và góc A4 cũng đối đỉnh cũng bằng nhau luôn nha các con nhá được chưa nào OK đây là trường hợp nhận diện thứ nhất à, Bảo Châu cả, cả mấy Minh Phúc là hiểu hoàn toàn lại cái phần cặp góc đối đỉnh này chưa ạ nhớ nhá OK rồi vậy thầy sẽ xóa cái thằng này đi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái lý thuyết gốc này cả lớp nhìn này lý thuyết của chúng ta của cái phần này hai đường thẳng song song là như sau hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song thì chúng ta có lý thuyết nó như thế này à, cho hai đường thẳng a và b như hình vẽ một đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B tại điểm A và điểm B như hình vẽ. Đây các con nhìn thấy chưa? Đường thẳng C này cắt đường thẳng A và đường thẳng B nhỏ tại hai điểm A lớn và B lớn như hình vẽ. Thì khi hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo ra được bốn bốn góc A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4. Vậy vừa mới học lý thuyết cặp góc đối đỉnh xong thì trong trường hợp này cả lớp có nhận diện được góc A1A3 là cặp góc đối đỉnh, A2A4 là cặp góc đối đỉnh, đúng không ạ? Chuẩn chưa? Nào, Phúc ơi, con trả lời cho thầy. Ở cái vị trí 4 góc B1B2B3B4 này thì trả lời giúp cho thầy hai cặp góc đối đỉnh ở tại vị trí đỉnh B nào. Bật mic lên nói cho thầy thật nhanh nào, nhanh. Cặp góc đối đỉnh ở vị trí đỉnh B này là cặp góc nào? đỉnh là ba B B mấy với B mấy hả con? B lớn với B nhỏ. Sao lại B lớn B nhỏ là thế nào? Thầy đang hỏi là vị trí tại cái đỉnh B này này con có nhìn thấy không? Đây này, cái chỗ này này. Có nhìn thấy ở đây là nó tạo ra bốn góc đây không? B1 B2 B3 B4 đúng không? Vậy thầy đang hỏi con là con đọc giúp cho thầy cặp góc nào là cặp góc đối đỉnh ở bốn cái góc này? Nào cặp góc đối đỉnh ở tại vị trí đỉnh B này là cặp góc nào? Đang gọi cặp góc nhá chứ không phải là cặp tia. Cặp góc ở đây là cặp góc nào? Cặp góc nào hả à con? Ừ, là ba Cái gì ạ? Con nói thật chậm rãi và nói thật rõ ràng xem nào. Đừng có ngại nói sai thì thầy sửa. Bây giờ mình nhất là mình là con trai, ấy, mình không sợ sai. Cái việc học toán mà các con mà học xong là các con làm sai, ấy, đấy là chuyện hết sức bình thường, hiểu không nào? Chứ còn nếu mà các con mà học toán xong các con làm luôn, bài nào cũng làm đúng rồi, Thế thì cần gì phải đi học nữa? Vì mình khi đấy mình quá giỏi rồi, hiểu không nào? Chính vì là mình chưa hiểu, mình chưa biết thì mình cần phải học. Vậy bây giờ phúc cho thầy hỏi lại này, ở vị trí đỉnh B này thì nó đang tạo ra bốn góc là B1, B2, B3 và B4. Vậy thầy hỏi lại con này, cặp góc nào là cặp góc ở vị trí đối đỉnh? <laughs> nào, cặp góc nào nào con? Phúc ơi con có nhận diện được không ạ? Phúc ơi không, thể không không là như thế nào tức là con không nhận diện được à hay thế nào trong trường hợp này như vậy rõ ràng là phúc học có vẻ là hơi 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 thiếu tập trung con nhé ở cái buổi học của sư phụ nghĩa ấy là sư phụ nghĩa dạy rất cẩn thận rồi mà con học con không nghe giảng thầy đồng ý không sao hết nhưng mà khi mình nghe giảng xong mình về mình không hiểu bài ấy là các con cần phải dành thời gian để về nhà mình xem lại hiểu không nào có xem lại rồi thì mới có cơ hội để hiểu được nó chứ còn ở đây hiện tại là như vậy rõ ràng là cái việc nhận diện cặp góc đối đỉnh rất là cơ bản thôi mà phúc cũng cảm thấy khó khăn đây sẽ là một cái trở ngại rất là lớn đối với con đấy nhá con mà không thay đổi cái cách thức học ấy là sẽ thực sự là rất khó tiến bộ đấy, hiểu không nào? Bây thế nói lại này. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà có chung đỉnh và nằm ở vị trí đối nhau. Như vậy trong trường hợp này ta có được các cặp góc đối đỉnh đó là A1 đối đỉnh với A3. Được chưa? Tại sao lại đối đỉnh? Đây này, nó có chung cái đỉnh A đây này. Một thằng là nằm ở đây và một thằng nằm ở đây. Như vậy là cái góc A1 thì được tạo ra bởi cái thằng này. Ê, con có nhìn các con có nhìn thấy thằng AC đây không? Và một cái là tạo ra đây này, hai cái tia đây này. Đấy, nhìn thấy hai cái thầy vạch lên không? Thế còn góc A3 thì được tạo ra bởi cái thằng này. Đấy, thằng này nữa, nhìn thấy chưa? Như vậy là hai cái tia tạo ra góc A1 nó đối với hai cái tia tạo ra góc A3. Như vậy trong trường hợp này góc A1 và A3 được gọi tên là hai góc đối đỉnh. Được chưa nào? Ok chưa? Nghe tiếp nhá. Như vậy căn cứ vào cái việc định nghĩa như vậy thì ở dưới này chúng ta cũng nhìn ra được cặp góc đối đỉnh đó là B1 này, B3 này. Nhìn thấy chưa? Cặp góc đối đỉnh thứ hai này, B2 này đối đỉnh với B4 này. Đấy. Như vậy là khi mà cứ có hai đường thẳng cắt nhau hai đường thẳng mà cắt nhau nhá, bất kỳ thì luôn luôn tạo ra cho chúng ta được hai cặp góc đối đỉnh cặp góc thứ nhất cặp góc thứ hai nhìn thấy chưa đấy đấy được gọi là hai góc đối đỉnh với nhau tiếp theo này bây giờ chúng ta chuyển sang cái cái khái niệm thứ cái cặp góc đặc biệt thứ hai đó là hai góc đồng vị hai góc đồng vị là hai góc như thế nào thì ở đây đồng của chúng ta có nghĩa là đồng là cùng các con có nhận diện một số những cái từ đồng nằm ở trong một số những cái khái niệm mà các con biết không ví dụ như là đồng phục đồng phục tức là cái trang phục giống hệt nhau khi mà các con đi học ở trên trường ấy thì sẽ phải mặc đồng phục đúng không như vậy là đồng phục tức là trang phục giống nhau hay còn gọi là cùng một loại trang phục ok à, đồng niên tức là cùng tuổi đồng môn tức là cùng học cùng một cái trường hoặc là học cùng một cái nội dung gì đấy thì được gọi là đồng môn như vậy đồng có nghĩa là cùng vị là có nghĩa là vị trí là vị trí như vậy đồng vị có nghĩa là gì là các góc mà có vị trí cùng giống nhau hoặc là gần giống nhau như vậy trong trường hợp này góc đồng vị là góc như sau góc a 2 là cái góc này này các con nhìn này đấy là nó tạo ra bởi hai cái tia là như thế này đây, tia này và tia này đúng không? Thì như vậy trong trường hợp này góc B2 thì nó chính là tạo ra bởi tia này và cái tia ở đây. Như vậy là cái vị trí góc A2 và góc B2 ở đây này là hai góc có vị trí gần như là giống nhau, tương đương nhau. Vậy người ta mới định nghĩa hai cái góc A2 và B2 là hai góc đồng vị, được chưa? A2 và B2 là hai góc đồng vị, là hai góc đồng vị. đồng vị với nhau. Hoàn toàn tương tự thì ta nhận diện ra được các cặp góc đồng vị còn lại đó là như sau, nhìn nhá. A1 là cái thằng này này. Các con có nhìn thấy nó giống vị trí tương ứng với nó là B1 ở đây không? Có nhìn thấy giống không ạ? À? Nó bởi vì làm sao nhỉ các con nhỉ? Nó chính là tạo ra bởi cái tia ở trên này và cái tia này. Đây. Vậy thì bây giờ nó sẽ tạo ra bởi cái tia này và tia này. Đồng ý chưa? Như vậy là A1B1 cũng là hai góc ở vị trí đồng vị với nhau. Đồng ý không ạ? À? Vậy bây giờ thầy hỏi nhá. Nào thầy thử hỏi Dũng nào. Dũng cho thầy hỏi vậy thì với cái việc nhận diện cặp góc đồng vị như vậy, Dũng cho thầy hỏi còn một cặp góc đồng vị tiếp theo là cặp góc nào? Dũng có thể đọc cho thầy lên được không ạ? À? à, con thưa thầy, đồng vị nữa là A4 và B4 ạ Dạ chính xác Đây A4 đây Và nó đồng vị với cái vị trí này Tức là có vị trí tương ứng giống nhau Chính xác Còn một cặp góc nữa con có thể đọc nốt cho thầy được không ạ Đó là cặp góc nào nhỉ A3 và B3 Dạ rất chính xác Trong trường hợp này là A4 và B4 này A3 và B3 này Rất chính xác Rất tốt Ok thầy cảm ơn con Dũng ạ A3 và B3 và như vậy trong trường hợp này ta có tất cả là bốn cặp góc đối đỉnh các con nhá bốn cặp góc Thầy xin lỗi bốn cặp góc đối đỉnh và bây giờ được gọi là bốn cặp góc đồng vị bốn cặp góc đồng vị được chưa ok chưa rồi bảo châu cả mấy minh phúc hai con có hiểu được cái cách thức nhận diện cặp góc đồng vị ở đây chưa ạ phúc ok chưa phúc ơi rồi như vậy là cặp góc đồng vị nhá, là các cặp góc ở vị trí tương ứng giống nhau thì được gọi là cặp góc đồng vị. OK chưa? Rồi xong nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái cặp góc đặc biệt tiếp theo đó là hai góc so le trong, so le trong. Vậy so le trong là như thế nào? Thứ nhất là ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến cái từ so le, thầy sẽ cách chân từ so le. Vậy so le là như thế nào? các con nhớ nhá khi mà các con học môn thể dục ấy có phải là người ta thầy cô giáo sẽ có một cái khái niệm là bảo là hiện bây giờ chúng ta sẽ chia lớp chúng ta ra thành các bạn nam và các bạn nữ đứng so le nhau đúng không ạ đứng so le nhau vậy trong trường hợp này so le có nghĩa là chéo nhau nhớ nhá so le có nghĩa là chéo nhau Đấy, chéo nhau là như thế này, này. các con thầy nhìn cái vẽ hình như này có thể tưởng tượng đây là một bạn đây là một bạn đây là một bạn thì ở giữa hai cái bạn này chúng ta sẽ so le có thêm một bạn như này nữa, đấy nhìn thấy chưa? giữa hai bạn này là bạn này được gọi là so le này, đấy, giữa hai bạn này lại có một bạn ở giữa nữa, vậy được gọi là so le hay còn gọi là đứng treo nhau. Thế còn từ trong là nó gắn liền với ở trong lòng của hai đường thẳng, trong lòng hai đường thẳng a và b, a và b được chưa như vậy các con nhìn nhá đây là đường thẳng a của chúng ta này nhìn này đường thẳng a đây màu đỏ còn đường thẳng màu xanh là đây là đường thẳng b như vậy giữa hai cái đường thẳng màu đỏ và màu xanh này thì chúng ta sẽ có được bốn góc thầy khoanh tròn bốn góc đấy nhá một này hai này ba này bốn này như vậy góc A3A4 B1B2 bốn góc này được gọi tên là nằm trong lòng của hai đường thẳng A và B. Được chưa các con? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta lại cần thêm một cái điều kiện nữa là nó phải chéo nhau. Đúng chưa? Như vậy ta sẽ có được hai cặp góc vừa nằm trong lòng hai đường thẳng A và B và vừa chéo nhau. Các con nhìn nhá. A4 này nằm chéo xuống đây là B2. Nào, cả lớp có nhìn thấy đây là cặp góc nằm ở vị trí chéo nhau không? Tương tự, ta có được một cặp góc chéo nhau còn lại đó chính là A3 và B1. Đồng ý không các con? Ok nhá. Như vậy, đến đây người ta sẽ nhận diện ra được là có hai cặp góc ở vị trí vừa trong lòng của đường thẳng A và B và vừa chéo nhau. Vậy ta có hai cặp góc so le trong tương ứng đó là như này thứ nhất là góc a4 a4 và góc b2 đây là cặp góc so le trong thứ nhất được chưa nào cặp góc so le trong thứ hai đó là a3 nó chéo xuống dưới này là b1 vậy đây được gọi tên là hai cặp góc ở vị trí so le trong cả ba con nhận diện được cặp góc ở vị trí so le trong này hoàn toàn chưa hiểu hoàn toàn không các con được chưa nào ok phúc với bảo châu đã hoàn toàn nhận diện được cặp góc ở vị trí so le trong chưa các con? Thì nói lại nhé so le trong ở đây có nghĩa là như sau là đầu tiên phải nhận diện ra các cái góc nằm ở bên trong lòng của hai đường thẳng a và b vậy đến đây ta có được là bốn cái góc này 4 này A4A3 này, B1B2 này, những cái thằng thầy đang gạch chân này này. Thì có A4 và B2 là hai góc nằm ở vị trí chéo nhau nên nó được gọi là một cặp góc so le trong. Vậy A4B2 là cặp góc so le trong thứ nhất. A3 và B1 nằm ở vị trí chéo nhau, vậy nó đã là cặp góc so le trong thứ hai. Vậy Phúc và Bảo Châu đã hiểu được cái nội dung này chưa? Rồi. Oh yeah. Ok. Rồi tiếp tục nhá, chuyển sang phần tiếp theo này. Vậy các con ghi đồ ghi phần này trong vào cho thầy đi. Ta có này. Bình tĩnh nhá. Như vậy cặp góc so le trong ở đây ta có hai có hai cặp góc so le trong. Là thứ nhất là góc A4 so le trong với B2 với góc B2, được chưa nào? Và cặp góc so le trong tiếp theo đó là góc A3 thì so le trong với góc B1. Đây là hai cặp góc ở vị trí so le trong, được chưa các con? Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang khái niệm tiếp theo này. Đó là cặp góc so le ngoài, hai góc so le ngoài. Vậy so le ngoài được nhận diện như thế nào? Thì các con quan sát này. Nghe nhá. Thứ nhất, là chúng ta lại quan tâm đến từ so le và chúng ta quan tâm đến từ ngoài. So le lại có nghĩa là chéo nhau. Chéo nhau nhá. Chéo nhau. Thế còn ngoài là khái niệm này gắn đến nằm ở bên ngoài bên ngoài của hai đường thẳng a và b, của hai đường thẳng a và b. Rồi ok, vậy Bảo Châu cho thầy hỏi. Nếu như vậy thì Bảo Châu cho thầy hỏi này. Vậy hai các cái góc nào là góc nằm ở bên ngoài hai đường thẳng a và b? À, góc uh, a1. À, nhầm a. Không phải nhầm mà là a1a2 đúng rồi, chính xác. À. Hai góc này là hai góc đi từ phía cái đường thẳng a này hắt lên phía trên đúng không? Các con có thể tưởng tượng là bên giữa của hai cái đường thẳng a và b này này là một con sông chấm 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 ở đây giống con sông này được chưa cho là dễ tưởng tượng như vậy chúng ta có thể gắn đến là đây là các góc nằm bên ngoài lòng sông nằm bên ngoài lòng sông nhá vậy ta có a 1 a 2 b 4 với chính xác rất tốt b 4 và b 3 như vậy bốn góc này được gọi là các góc nằm bên ngoài của hai đường thẳng a và b vậy bây giờ lại thêm khái niệm chéo nhau nữa vậy bảo châu tiện thể con hỗ trợ thầy luôn Vậy ta có góc A1 này chéo nhau với góc nào con nhỉ? A1 chéo với B3 Rất tốt Thế còn góc A2 thì chéo với góc nào? A2 với cả B4 ạ Rất tốt, ok, rất chính xác Như vậy trong trường hợp này thì bạn Bảo Châu đã nhận diện cho chúng ta Đó là cặp góc ở vị trí so le với nhau Mà lại nằm ở bên ngoài của hai đường thẳng A và B Được chưa các con? Vậy trong trường hợp này ta có được như sau nhé đó là có hai cặp góc so le ngoài tương ứng đó là cả lớp quan sát này thầy sẽ chốt lại này đó là góc a 1 thì so le ngoài với góc b 3 được chưa nào thế còn góc a 2 thì so le ngoài với góc b 4 ok vậy ta có được hai cặp góc so le ngoài <laughs> rồi xin mời các con bổ sung nó vào trong vở sau đó chúng ta chuyển sang cái khái niệm tiếp theo đó là hai góc trong cùng phía trong cùng phía vậy ở đây tiếp tục đi phân tích này ở đây chúng ta có khái niệm là trong và có khái niệm cùng phía được chưa trong ở đây thì người ta vẫn gắn liền đến là trong lòng sông trong lòng sông sư phụ nghĩa có dùng cái khái niệm trong lòng sông tại sao lại trong lòng sông là như thế này này các con này là coi như là A và B là hai bờ của một con sông. Như vậy là ở giữa của nó chính là nước, được không? Chính là con sông. Như vậy trong lòng sông ở đây chính là có bốn góc. Đó chính là gì nhỉ? A4 này. A3 này. B1 này. và B2. Vậy đây chính là bốn góc ở trong lòng sông, được chưa nào? Nhưng ở đây lại thêm khái niệm cùng phía, như vậy là cùng phía với cái gì? là cùng một phía một phía này so với cây cầu tiến bịp không cùng một phía với so với cây cầu sư phụ nghĩa có đặt cây cầu đấy là cây cầu tiến bịp so với cây cầu tiến bịp được chưa vậy cây cầu tiến bịp ở đây thầy viết tắt là tb thôi thì cái cây cầu tiến bịp này nó chính là cái gì nó chính là cái đường thẳng c này này cây cầu các con coi nó đây là cây cầu bắc qua con sông được chưa nào như vậy nhìn nhá a4 a3 b1 b2 bốn cái góc này thầy sẽ xóa các cái này đi vậy chúng ta sẽ có bốn cái góc đó là như sau Đây, một này hai này ba này bốn này như vậy là cả lớp có nhìn thấy bốn cái góc mà thầy đang khoanh cái hình ô chữ nhật vào đúng không phúc cho thầy hỏi Góc A4 này thì nằm cùng phía một so với cây cầu này với góc nào? Phúc cho thầy hỏi này, góc A4 này nó cùng một phía so với cây cầu với góc nào nào? Cùng một phía có nghĩa là cùng ở bên này hắt sang bên tay trái được gọi là bên tay trái cây cầu. Thế còn ở đây hắt sang cây cầu hắt sang bên tay phải được gọi là cùng một phía bên tay phải cây cầu. Vậy Phúc cho thầy hỏi A4 cùng phía với góc nào? A3. Không phải A4 với A3 này là nó nằm ở bên trong lòng sông Tức là cùng ở phía bên trong của cái đường thẳng A này này Nhưng bây giờ thầy đang hỏi là so với cây cầu cơ mà Cây cầu ở đây là cây cầu màu màu xanh này này Con nhìn này Đây là cây cầu của chúng ta đây này, này Đấy, Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cây cầu màu xanh này chưa? không nhìn thấy cây cầu này không con? Cây cầu màu xanh này này bắc qua này thầy sẽ tô đậm lên thêm một lần nữa để cho con nhìn thấy rõ ràng hơn nhá có thể hiểu cây cầu là nó như thế này này đấy nó là hai cái đường thẳng màu xanh này song song với nhau được gọi là cây cầu này được chưa vậy thì góc a 4 này cùng một phía với góc nào nhỉ bốn cái góc mà thầy đang chỉ tên đây này, này. a 4 a 3 b 1 b 2 này này thì bốn cái góc này có hai góc nào cùng một phía so với cây cầu B1 Đúng rồi, chính xác A4 và B1 này là cùng một phía so với cây cầu Đây là một câu trả lời chính xác Đúng không? Tương tự ta có góc A3 Thì cùng một phía so với góc B2 Vậy, căn cứ vào định nghĩa về hai góc trong cùng phía Là hai góc nằm bên trong lòng của con sông Và cùng một phía so với cây cầu Vậy đến đây ta sẽ có được hai cặp góc ở vị trí trong cùng phía tương ứng là hai cặp góc này hai cặp góc trong cùng phía là thứ nhất đó là góc A4 góc A4 thì trong cùng phía với góc B1 được chưa các con và cặp góc trong cùng phía còn lại đó chính là cặp góc A3 thì trong cùng phía với B2 các con nhé. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi. Như vậy có hai cặp góc ở vị trí trong cùng phía. Chúng ta đi đến khái niệm cuối cùng đó là hai góc ở vị trí ngoài cùng phía. Ngoài cùng phía Vậy đến đây nhá Ngoài cùng phía là như thế nào thì các con hãy nhìn thầy phân tích lại từ cái tên này ngoài là nằm bên ngoài lòng sông tức là nằm ở bên ngoài có nghĩa là từ đường thẳng a từ cái cây từ cái bờ a này này hát lên phía trên và từ cái bờ b hát xuống phía dưới như vậy ta có bốn góc màu xanh a 1 a 2 b 3 b 4 là bốn góc màu xanh thầy đăng ký hiệu đây được gọi là các góc bên ngoài của lòng sông hay còn gọi là bên ngoài bờ sông được chưa? Nhưng mà lại tiếp tục cùng phía tức là cùng một phía so với cây cầu. Như vậy à Quang Dũng hãy tìm giúp cho thầy hai cặp góc ở vị trí ngoài cùng phía nào? con cho thầy là A1 và B4, A2 và B3. Rất chính xác, A1 và B4. Rất chính xác ạ. À. Thầy cảm ơn Quang Dũng nhá. A2 và B3, rất tốt. Đây được gọi là hai cặp góc ngoài cùng phía, được chưa các con? Ok. Rồi xin mời các con bổ sung lại nốt cái phần này vào trong vở nữa là chúng ta kết thúc lý thuyết về phần này. <laughs> Được chưa nào? Ok, xin mời các con nhé. Ok thầy xin hỏi lại các con một chút này Vậy thì các con đã nắm lại được Các cái khái niệm về các cặp góc đặc biệt chưa Chúng ta có các cặp góc đặc biệt như sau Số 1 là hai góc đối đỉnh Đối đỉnh là hai góc mà có trung đỉnh Và nằm ở vị trí đối nhau Thế còn hai góc đồng vị Là cặp góc mà có vị trí tương ứng Tương ứng giống nhau Thì được gọi là đồng vị Hai góc ở vị trí so le trong Tức là phải nằm ở bên trong lòng của con sông và nằm ở vị trí chéo nhau được chưa nào thì được gọi là so le trong thế còn so le ngoài là nằm ở bên ngoài bờ sông và nằm ở vị trí chéo nhau vậy là so le ngoài trong cùng phía là trong lòng của con sông và cùng một phía so với cây cầu tiến bịp thế còn ngoài cùng phía là nằm ở bên ngoài bờ sông và cùng một phía so với cây cầu được chưa nào như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần đầu tiên về lý thuyết về hai đường thẳng song song. Cả ba con hoàn toàn hiểu 100% chưa? Có bạn nào mà vẫn còn cảm thấy phần nào chưa được hiểu rõ không? Thì các con cứ hỏi thầy nhé, bật mic lên tương tác với thầy. Cái việc mà chúng ta học ấy nó là đấy là một cái cơ hội để giúp cho chúng ta có thể ôn tập lại kiến thức mà các con đã được học, hiểu không nào? Cho nên là trong trường hợp mà các con có gì chưa hiểu ấy thì các con cứ mạnh dạn hỏi thầy nhớ chưa? Hỏi bất cứ lúc nào, chứ không phải là chỉ cần trong buổi học đâu. <laughs> Kể cả học xong buổi sư phụ nghĩa mà về nhà các con xem vở lại không hiểu tí nào thì có thể là nhắn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho thầy luôn để hỏi bài cũng được. Hiểu không nào? Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai. Đó là tính chất của hai đường thẳng song song. tính chất của hai đường thẳng song song hai nhỏ tính chất của hai đường thẳng song song vậy thì tính chất của hai đường thẳng song song là như thế nào thì các con lưu ý này bây giờ hình vẽ lúc nãy là thầy đang để cho đường thẳng a và đường thẳng b này là bất kỳ không hề song song gì với nhau cả thì chúng ta cũng có được các khái niệm là về đồng vị này so le trong này so le ngoài này trong cùng phía và ngoài cùng phía đúng không các con vậy thì bây giờ trường hợp đặc biệt hơn đó là hai đường thẳng a và b của chúng ta là hai đường thẳng song song vậy nhìn nhá đấy hai đường thẳng a và b bây giờ là hai đường thẳng song song và thầy đã vẽ nó song song rồi được chưa nào sau đó có một đường thẳng c bất kỳ cắt qua hai đường thẳng này vẫn là cây cầu đấy cắt qua. Thì khi cắt qua thì đương nhiên nó sẽ cắt tại hai điểm tương ứng là điểm A và điểm B, giống hệt như lúc nãy. Vẫn là điểm A ở đây, là điểm B ở đây. Vẫn tạo ra các góc tương ứng luôn, đó là A1. Thầy sẽ lấy màu đỏ nhá. A1 này. A2 này. A3 này. A4 này. B1 này. B2 này. B3 này. và B4. Được chưa các con? Ok nhá. Như vậy là với cái việc mà nhận diện lý thuyết ở phần trước thì chúng ta sẽ có được nào cả lớp tập trung này. Hai đường thẳng A và B song song với nhau, hai đường thẳng A và B song song với nhau. Thì ký hiệu song song thì từ giờ trở đi người ta sẽ sử dụng đó là hai cái gạch chéo. Được chưa nào? Hai đường gạch chéo song song với nhau, giống như tay của thầy đây này. Đấy. Ký hiệu đấy được gọi tên là ký hiệu song song. Vậy thì đầu tiên nhá, có bốn cặp góc, bốn cặp góc này đối đỉnh. Bây giờ thầy xin mời một bạn trong lớp đọc giúp cho thầy bốn cặp góc đối đỉnh. Thầy xin mời bạn Bảo Châu nào, Bảo Châu đọc giúp cho thầy bốn cặp góc đối đỉnh ở đây là bốn cặp góc nào? Cặp A1 với cả cặp À... A1 thì đối đỉnh với góc nào nhỉ con nhỉ? À, A3. Đúng rồi, chính xác. Thì người ta có một tính chất như sau. Cứ cặp góc đối đỉnh thì bằng nhau. Như vậy A1 và A3 bằng nhau. Được chưa nào? Nào, xin mời con đọc cho thầy cặp góc đối đỉnh thứ hai. À, bueno à, à A2 với cả A4. À... À... Rất chính xác, A2, A4. Rồi, ok, thầy cảm ơn Bảo Châu nhá. Thầy xin mời uh, ok thầy cảm ơn con. Còn lại hai cặp góc đối đỉnh nữa thầy mời uh, Minh Phúc nào, đọc giúp cho thầy hai cặp góc đối đỉnh còn lại ở vị trí đỉnh B nào. <laughs> à ok, thầy cảm ơn Quang Dũng nhưng mà thầy đang hỏi bạn Minh Phúc, Minh Phúc ơi, con có thể bật mic lên À, bị lát à. nhỉ. Minh Phúc, Minh Phúc ơi, con có thể cho thầy biết là cặp góc đối đỉnh ở vị trí đỉnh B này là cặp góc nào không ạ? Nào, Phúc cho thầy hỏi là con có nhận diện được cặp góc đối đỉnh ở vị trí đỉnh B không ạ? Ở đỉnh B này là có bốn góc B1, B2, B3 và B4. Như vậy chúng ta tạo ra được hai cặp góc đối đỉnh, đó là cặp góc nào nhỉ, Minh Phúc nhỉ? À. à góc nào đối đỉnh với góc B4 hả à con? Góc nào đối đỉnh với góc B4 ạ? À? À không phải rồi Minh Phúc ơi <laughs> Đối đỉnh thì không phải là cặp góc Mà con vừa mới comment cho thầy đâu à, Minh Phúc chú ý này Con phải hết sức là tập trung nhé Góc B Trong trường hợp này góc B4 này này Là cái góc này này Nó sẽ đối đỉnh với góc B2 Được chưa nào Thầy đang hỏi là cặp góc đối đỉnh mà Đối đỉnh tức là hai góc nào ở vị trí trung đỉnh Và nằm ở vị trí đối nhau Thì được gọi là đối đỉnh như vậy trong trường hợp này ta có hai cặp góc đối đỉnh tương ứng, đó chính là góc B1 và góc B3 là đối đỉnh, được chưa nào? Cặp góc đối đỉnh cuối cùng đó là B2 và B4. Thì các con nhớ cho thầy tính chất này, có bốn cặp góc đối đỉnh và các góc đối đỉnh thì bằng nhau, có bốn cặp góc đối đỉnh bằng nhau. Được chưa nào? Bốn cặp góc đối đỉnh và các góc đối đỉnh thì luôn bằng nhau. Bây giờ chúng ta mới chuyển sang cặp góc đồng vị. Thì cặp góc đồng vị thì bây giờ Phúc mới nhận diện cho thầy này, bốn cặp góc đồng vị trong trường hợp này, đó chính là góc A1 và B1 là cặp góc đồng vị thứ nhất. Có bốn cặp góc đồng vị. Đó là A1 và B1. Thì cặp góc đồng vị thứ nhất A1B1 là bằng nhau cặp góc đồng vị thứ hai là A2B2. Cặp góc đồng vị thứ ba là A3B3. Cặp góc đồng vị cuối cùng là A4 và B4. Thì bốn cặp góc đồng vị này cũng là bằng nhau về số đo góc. Như vậy ta có bốn cặp góc đồng vị bằng nhau và cụ thể nó là như thế này. Nào. Bây giờ Phúc đã nhận diện được chính xác là thế nào được gọi là đồng vị thế nào là đối đỉnh chưa? đồng vị là A1 B1 đồng vị với nhau này, A2 B2 đồng vị này, A3 B3 đồng vị này, A4 B4 đồng vị này. Thế còn lúc nãy thầy hỏi là cặp góc đối đỉnh cơ. Cho nên là hai cái họ câu hỏi đấy khác nhau con nhé. Được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ chuyển sang lý thuyết tiếp theo. Đó là góc so le trong. Thì so le trong ở trong trường hợp này là có hai cặp góc ở vị trí so le trong. Đó là góc A4 và góc B2. Góc A3 và góc B1. Thì người ta định nghĩa như sau. Có hai cặp góc so le trong là cũng là cặp góc ở vị trí so le bên trong thì nó có số đo góc bằng nhau, được chưa các con? So le trong thì bằng nhau nhá. Như vậy trong trường hợp này góc A4 và góc B2 là bằng nhau. Góc A3 và góc B1 cũng bằng nhau nốt. Được chưa? Được chưa nào? Có hai cặp góc so le trong. Thì trong trường hợp này so le trong thì bằng nhau. Thầy sẽ khoanh cái vòng tròn tương ứng với cặp góc ở vị trí so le trong nhé. À, đấy. A4 này B2 này Nhìn thấy chưa Và cặp góc xoay lên trong còn lại Thấy khoanh nó là hình chữ nhật nhá A3 B1 <laughs> Phúc ơi Phúc nhận diện được điều này chưa Phúc ơi Rồi, Đấy. Đấy, à, nhìn thấy chưa Đấy là thầy đã khoanh lên hai cặp góc ở vị trí là so le trong rồi nhá. Cặp góc cùng màu xanh là cây và cặp góc cùng màu xanh ra trời. Ok. Thì hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau, tại sao lại có điều này? Thì thầy sẽ lý giải cho các con như sau. Cả lớp nhìn nhá. Cả lớp nghe một tí này, cái này thì không cần phải biết là vở, chỉ là chứng minh thôi. Nhìn nhá. Góc A3 Nhìn này, A3 này là góc đối đỉnh với góc A1. Đây, A3 và A1 đối đỉnh lên, nhìn thấy chưa? Đối đỉnh lên trên này. Như vậy hai góc đối đỉnh bằng nhau, như vậy A3 và A1 là hai góc bằng nhau. Ok? Mở ngoặc đối đỉnh. Bằng nhau là do đối đỉnh. Thế nhưng mà góc A1 với góc B1 thì lại là hai góc ở vị trí đồng vị Đúng không các con? Đồng vị. Cho nên đồng vị thì dẫn tới chúng bằng nhau. Vậy bắc cầu thầy sẽ có được như sau. A3 bằng A1. A1 thì lại bằng B1 là hai góc ở vị trí đồng vị. Vậy dẫn tới A3 và B1 là bằng nhau. Vậy hai góc ở vị trí so le trong A3B1 là bằng nhau. Được chưa? Bây giờ thầy chứng minh nốt cặp góc còn lại là A4 và B2 này. A4 này thì đối đỉnh với A2 Nhìn thấy chưa? Đối đỉnh với A2 Nhưng mà A2 với B2 thì lại là cặp góc ở vị trí đồng vị Nên ta có bắc cầu A4 bằng A2 A2 bằng B2 Vậy dẫn tới A4 và B2 là bằng nhau Như vậy thầy đã chứng minh xong cho các con Hai cặp góc ở vị trí so le trong Luôn luôn bằng nhau Được chưa các con? Nào Quang Dũng Bảo Châu cả Minh Phúc Ba con có hiểu hoàn toàn cái phần này không? Được chưa nào? Ok, tốt rồi. Cố gắng lên nhá. Tất nhiên là cái việc mà các con mỗi một bạn cái khả năng nhận diện toán học nó khác nhau. Có bạn nào mà nhận diện tốt thì các bạn học một phát là nghe một phát là hiểu luôn và ghi nhớ nó luôn. Thế còn bạn nào mà học toán chưa được tốt lắm ấy, không sao hết. Thì chúng ta cần phải chăm chỉ cần nhiều dành nhiều thời gian hơn cho nó thôi. Hiểu không nào? Cho nên các con đừng có nản chí nhá thấy nó khó ấy, thì là mình cần phải người giúp đỡ và khi đó chính là thầy là người giúp đỡ các con hiểu không nào chứ không phải là thấy khó thì mình bỏ qua ok chưa rồi tiếp tục nhá bây giờ chúng ta chuyển sang cặp góc ở vị trí so le ngoài này thì so le ngoài thì chúng ta sẽ có được cặp góc so le ngoài như sau ôn tập luôn. So le ngoài là 1 2 3 4 viết lại. 1 2 3 4 viết lại. Vậy so le ngoài là như thế nào? Là nằm ở bên ngoài bờ sông là từ AH lên trên và từ BH xuống dưới. Như vậy ta có bốn góc ở vị trí bên ngoài lòng sông, bên ngoài bờ sông đó là A1 A2 B3, B4 Nhưng mà lại chéo nhau Nên thầy sẽ có cặp góc so len ngoài ở đây Đó là Từ từ nhá để thầy lấy màu khác cho dễ nhìn A1 này Sẽ so len ngoài với B3 Được chưa nào Thế còn A2 Thì sẽ so len ngoài với B4 Được chưa các con Ok nhá Vậy thì bây giờ cặp góc so le ngoài thì có tính chất gì thì nó có tính chất là so le ngoài cũng là bằng nhau các con nhé có hai cặp góc so le ngoài bằng nhau và trong trường hợp này ta có góc a1 bằng góc b3 vậy thay ở trên này ta sẽ có được là dấu bằng tương tự góc a2 và góc b4 cũng là bằng nhau vậy cũng thay bằng dấu bằng và đây được gọi là tính chất của cặp góc ở vị trí so le ngoài vậy thì so le ngoài tại sao lại bằng nhau cả lớp nhìn thấy chứng minh này chứng minh miệng rất là nhanh như sau. Nghe nhá. Ta có góc A1 thì đối đỉnh với góc A3 nên chúng bằng nhau. Nhưng A3 và B3 này lại là đồng vị, cho nên bắc cầu ta sẽ có được A1 bằng A3 mở ngoặc đối đỉnh, thầy sẽ viết tắt nó là D2 là đối đỉnh. Nhưng mà A3 thì lại bằng B3 mở ngoặc đồng vị thầy viết tắt là dv. Như vậy bắc cầu ta có được A1 và B3 là hai góc bằng nhau. Như vậy đi đến kết luận hai góc so le ngoài A1B3 bằng nhau, được chưa cả lớp? Ok chưa? Rồi thầy xin mời Bảo Châu bật mic lên chứng minh giúp cho thầy tại sao góc A2 và góc B4 lại là cặp góc so le ngoài bằng nhau nào. Thầy xin mời Bảo Châu nào. Tại sao A2 và B4 lại bằng nhau nào? À, con không biết sao con không biết ạ. không biết à nào à. Thế thầy thầy vừa chứng minh con hãy nhìn vào cái chỗ chứng minh của thầy đây này chỗ thầy đang khoanh màu đỏ này này Đây là thầy chứng minh cặp góc so len ngoài đầu tiên đấy vậy bây giờ con hãy nhìn vào đây con nhìn nhìn xem con phải biến cái kiến thức của thầy thành kiến thức của mình hiểu không nào bây giờ làm thế nào để chứng minh được góc A2 là góc màu xanh là cây này bằng góc B4 nào nào xin mời con Làm thế nào để chứng minh được hai cái góc này màu xanh là cây này là bằng nhau? Nào, nghĩ kỹ xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng cái bắc cầu con nhé, sử dụng bắc cầu. Vậy thầy hỏi con, góc A2 này sẽ bằng góc nào? À, a A2 bằng góc nào hả con? A1. A2 thì làm sao bằng A1 được? a à, bằng B4. A2 thì bằng B4. Bằng B4 này là đây là Suy ra cuối cùng Thế nhưng bây giờ thầy đang đi chứng minh nó cơ mà Thầy đang muốn con chứng minh nó Thì tại sao lại uh, A2 này thì nó lại Nó đầu tiên là nó bằng góc nào trước nhở Nếu mà nó đối đỉnh Thì đối đỉnh với góc nào A4 ạ Rồi ok Chính xác A2 và A4 này là đối đỉnh Nên nó bằng nhau đúng không con à. A2 bằng A4 đối đỉnh này Thế nhưng A4 và B4 có mối quan hệ với nhau như nào à, Đồng nghĩa Chính xác A4 thì lại bằng B4 Như vậy là có phải là đến đây con nhìn thấy bắc cầu này Dẫn tới là A2 bằng B4 Con đã hiểu chưa đã. Ok đấy bản thân tự con chứng minh được cần gì Không phải là do thầy uh, Làm đâu Bản thân con chứng minh được Chỉ cần là chịu khó một tí là mình sẽ học được hết Được chưa nào Ok nhá Rồi như vậy trong trường hợp này Góc A2 và góc B4 bằng nhau sở dĩ là như sau thầy sẽ viết lại cho cả lớp uh, trình bày vào trong vở này, ta có này. A2 thì bằng góc A4 mở ngoặc đối đỉnh bằng nhau là vì đối đỉnh. Được chưa? Thế mà A4 thì lại bằng góc B4 mở ngoặc đồng vị. Đồng vị thì bằng nhau cho nên chúng ta sử dụng luôn tính chất này. Vậy từ hai điều này chúng ta sẽ suy ra được là gì? Dẫn tới bắc cầu đó là A2 sẽ bằng góc B4. Như vậy đi đến kết luận cuối cùng đó là hai góc so le ngoài bằng nhau. Được chưa? Phúc với Dũng ơi, hiểu 100% cho con. Rồi ạ. Ok. <laughs> Phúc ơi, thầy nói luôn này, con mà không chăm chỉ lên ấy là con sẽ bị tụt hậu lại so với các bạn đấy. Hiểu không nào? Mình sẽ bị tụt lại đằng sau. Mà khi mình mình tụt lại đằng sau ấy thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy chán nản, à? bởi vì các bạn học giỏi hơn mình. Thực ra mà nói thì nếu mà các con chăm chỉ thì chúng ta xuất phát điểm là ngang nhau, chẳng có bạn nào giỏi hơn bạn nào cả. Thế nhưng mà nếu mà các con không chăm chỉ thì các con sẽ tự tạo cho mình một cái lý do để mà chúng ta sẽ bị thua kém các bạn hiểu không nào cho nên là những bạn nào mà bây giờ chúng ta chưa thật sự chăm chỉ ấy, thì các con hãy chịu khó học hành nghiêm túc đi không là chúng ta sẽ bị thua kém các bạn bè đấy đó chưa nào <cười> <cười> Ok nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo đó là hai góc trong cùng phía thì xem xem có đặc điểm gì vậy bình tĩnh thầy sẽ xóa cái này đi này thầy hỏi các con này các con đã bổ sung được cái phần chữ màu đỏ này vào trong vở đó thầy chưa cả lớp đã bổ sung đầy đủ cái chữ màu đỏ này vào trong vở đó thầy chưa ạ à? đây là phần này là được gọi là phần chứng minh tại sao lại hai góc so len ngoài là bằng nhau các con nhé thầy sẽ xóa đi nhé ok nào Thầy xin mời Bảo Châu nhận diện lại cho thầy cặp cóc ở vị trí trong cùng phía là cặp cóc nào nào? Xin mời Bảo Châu nào. Ừ, phía là A4 với cả B1 ạ. Rồi, rất, rất tốt. Chính xác. A4 và B1. Thầy sẽ cho nó cùng một cái vòng tròn màu xanh nhá Cùng màu tròn màu xanh để cho các con nhận diện này. Đây, A4 này. Bạn Bảo Châu bạn nói rằng là A4 và B1 là hai góc trong cùng phía, rất chính xác. Còn một cặp góc trong cùng phía nữa, xin mời Minh Phúc đọc giúp cho thầy nào. Minh Phúc cho thầy biết còn một cặp góc trong cùng phía nữa là cặp góc nào ạ? Cặp góc nào nhỉ con nhỉ? <laughs> Minh Phúc ơi, đọc giúp cho thầy cặp góc trong cùng phía còn lại nào trong cùng phía là như thế nào đấy học là phải nhớ trong là nằm ở bên trong lòng của con sông đấy, sông của chúng ta đây sông màu xanh rất thơ mộng được chưa đấy, con sông của chúng ta đây như vậy là có bốn góc ở trong lòng con sông đó chính là a 4 a 3 b 1 b 2 Thế nhưng mà nó lại bảo rằng phải cùng phía nữa, tức là cùng một phía so với cây cầu. Như vậy là từ cái cây cầu C này hắt sang bên tay trái, chúng ta có được góc A4 và B1 là cặp góc ở vị trí trong cùng phía. Như vậy còn một cái cặp góc nữa ở bên tay phải cây cầu hắt sang, vậy nó là cặp góc nào? Cặp góc nào nào? Minh Phúc ơi. Bật mic lên để tương tác với thầy đi, trả lời thầy luôn bằng mic đi, không cần chẳng có gì phải ngại ở đây cả. Có bạn nào mà học không tốt mà sau đó là lười học ấy, đấy mới là ngại. Chứ còn nếu mà bây giờ con mà con chưa hiểu, con mạch dạn con hỏi thầy chẳng sao hết, chẳng có gì đáng ngại ở đây cả. Nào Minh Phúc cho thầy hỏi. Cặp góc trong trường hợp này còn một cặp góc trong cùng phía nữa là cặp góc nào? Góc A3 và B3. Không chính xác. Nó phải nằm ở bên trong lòng sông cơ mà con. Nằm ở bên trong lòng của hai đường thẳng A và B hay còn gọi được ví là trong lòng của con sông cơ mà. trong trường hợp này Minh Phúc học thực sự là thầy thấy là đang uh, hơi uh, ý thức như thế là có vẻ chưa ổn lắm con phải chăm chỉ lên nhá không không chăm chỉ là thực sự là sẽ rất mệt mỏi đấy chương trình toán 7 là người ta đã ví rồi năm nay là bắt đầu nặng lên rất nhiều so với năm năm lớp 6 vậy mà bạn nào mà lười học ấy thật sự là cực kỳ đáng lo ngại lo ngại luôn được chưa nào trong trường hợp này thì có hai cặp góc ở vị trí là trong cùng phía, đó là cặp góc A4 và góc B1, được chưa nào? Có hai cặp góc trong cùng phía có tổng bằng 180 độ. Cả lớp nhớ cho thầy nhá. Nếu mà cặp góc ở vị trí trong cùng phía thì sẽ có tổng bằng 180 độ. Cả lớp nhớ rõ chưa nào? Vậy có hai cặp góc trong cùng phía. Thứ nhất là góc A4 và góc B1. Thì hai góc này nếu là ở vị trí trong cùng phía thì tổng sẽ bằng 180 độ. Được chưa các con? Cặp góc trong cùng cùng phía thứ hai là cái cái góc là A3 này này và góc B2 này này, hai góc mà cùng màu xanh thì đang để là ô hình chữ nhật đấy là hai góc này cùng nằm bên trong lòng của con sông. Nó nằm giữa đường thẳng A và giữa đường thẳng B và lại cùng một phía với cây cầu nữa nên được gọi tên là trong cùng phía. Thì ta có cặp góc còn lại là góc A3 và góc B2 là tổng cũng bằng 180 độ. Vậy thì tại sao lại có được điều này? Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cho cả lớp nghe nhá, cả lớp tập trung này. Nhìn nhá. Ta có như sau. Bây giờ thầy sẽ đi chứng minh là tại sao A4 cộng B1 thì lại bằng 180 độ là sở dĩ như sau. Nghe này, ta có như sau. Góc A4 góc A4 này thì là góc so le trong với góc B2 cho nên hai góc này là hai góc bằng nhau. A4 sẽ bằng B2. Mở ngoặc vì là so le trong nên thầy viết tắt nó là SLT. Được chưa cả lớp? Ok chưa? A4 và B2 là cặp góc ở vị trí so le trong nên chúng bằng nhau. Thế nhưng mà B1 và góc B2 thì hai góc này là hai góc kề bù với nhau B1 và B2 đây là hai cái góc bên cạnh nhau này này nằm kề bên nhau mà lại tạo ra một nằm trên một đường thẳng cho nên đây được gọi là hai góc kề bù thì hai góc kề bù sẽ có tổng bằng 180 độ thầy hỏi này ba con còn nhớ cặp góc nào được gọi tên là kề bù không các con kề bù tức là vừa kề nhau và vừa có tổng bằng 180 độ thì được gọi tên là kề bù các con nhé. Được chưa? Ba con có còn nhớ kề bù là như thế nào không? Có bạn nào bị quên không? Bạn nào quên thì nhập lập tức uh, họ bật mic lên hỏi thầy nào. Để thầy hỗ trợ cho thầy giảng giải lại cho kề bù là như thế nào. Có ai bị quên không ạ? Cả ba con có bị quên không? Nhanh! Quang Dũng, Bảo Châu và Minh Phúc. Các con còn nhớ hay là đã bị quên? Nhớ đúng không? Ok. Kề bù là như thế này này. Chúng ta có một đường thẳng. Được chưa? Sau đó là có một cái tia nằm giữa hai cái tia vừa vẽ hình trước đó. Vậy trong trường hợp này thầy gọi đây là điểm A. Thầy gọi đây là tia AX. Đây là tia AI. Đây là tia AZ. Thì ở lớp 6 chúng ta định nghĩa như sau. Trong trường hợp này thì góc I a Z là góc này này, IAZ này. Và cái góc còn lại là góc XAZ, hai góc này được gọi tên là hai góc kề bù là bởi vì hai góc này có chung tia AZ và hai tia còn lại đó là AX và AI là đối nhau, là hai tia đối nhau. Như vậy góc A1 và góc A2 trong trường hợp này được gọi tên là hai góc kề bù, được chưa nào? Vậy thì tương tự có góc B1B2 cũng được gọi tên là hai góc kề bù. Vậy chúng bằng nhau. B1, B2 bằng nhau À tổng bằng 180 độ Kê bù được chưa Kê bù nhá Kê bù Như vậy đến đây thầy sẽ thay góc B2 bằng góc A4 này Thay vào vị trí này Được chưa Vậy từ đó dẫn tới là gì Góc B1 Cộng với góc B4 à, A4 Sẽ có tổng bằng 180 độ vậy đây có phải chính là điều cần phải chứng minh của thầy đó là góc A4 cộng góc B1 là bằng 180 độ đúng không các con nào có phải cái này là thầy đang cần chứng minh không thầy đang bôi màu tím tím thế này <laughs> được chưa nào <laughs> ok nhá B1 và A4 là hai góc trong cùng phía thì có tổng bằng 180 độ. Bây giờ thầy sẽ chứng minh nốt cặp góc trong cùng phía còn lại là góc A3 và góc B2 cũng có tổng bằng 180 độ nốt nhá. Thầy sẽ chứng minh như sau này. Rồi ok. Rồi à, nhìn thầy chứng minh. Bây giờ ta có này A3 A3 là bằng góc B3. Mở ngoặc hai cái này bằng nhau là vì đồng vị. Thấy viết tắt là DV, được chưa? Thế nhưng mà B3 và góc B2 là hai góc như thế nào với nhau ấy nhỉ? Quang Dũng trả lời giúp cho thầy nào, B3 với B2 là hai góc như thế nào với nhau? Đây hai góc này này. không phải ở trong trường hợp này là cùng một phía so với cây cầu đúng rồi nhưng mà nó thầy sẽ không cần nhắc đến cái này thầy đang hỏi là b 2 b 3 là hai góc như thế nào với nhau cơ con có nhìn thấy là nó cạnh nhau không hai cái góc này là cạnh nhau có chung cái thằng bb này này đây này có chung cái tia bb này này đúng không vậy b 2 và b 3 này được gọi tên là hai góc gì kề bù đúng rồi chính xác hai góc này là hai góc kề bù mà kề bù thì tổng sẽ bằng 180 độ các con nhá. Cái lý thuyết này bạn nào mà quên thì phải nốt nó vào cho thầy. Cứ hai góc mà kề bù thì tổng bằng 180 độ, được chưa? Như vậy thầy sẽ thay cái B3 bằng A3 vào vị trí này. Vậy từ đó thầy suy ra A3 cộng với góc B2 là tổng bằng 180 độ. Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta ở cái ý này. Thầy xin hỏi ba con đã hiểu hoàn toàn cái phần này chưa? Ok các con ơi, các con đã hiểu hoàn toàn nó chưa? Nốt thật nhanh vào trong vở cho thầy nhá, chỗ này là kề bù này. Hai góc kề bù thì luôn luôn có tổng bằng 180 độ. Cái đấy là 100% chính xác luôn. Nhớ đấy. Ok, viết thật nhanh cái này vào trong vở đi, sau đó chúng ta chuyển sang nốt ý, ý cuối cùng nữa là xong, lý thuyết về phần này. ok nào chúng ta chuyển sang phần nội dung cuối cùng nhá đó chính là cặp góc ngoài cùng phía ok nào không phúc đọc giúp cho thầy cặp góc ngoài cùng phía nào Ông Phúc, ấy, à, thầy xin lỗi, Minh Phúc, thầy xin lỗi. Minh Phúc hãy đọc giúp cho thầy cặp góc ngoài cùng phía. Ok, các con chờ thầy một chút nhé. Minh Phúc uh, suy nghĩ đi nhé, sau đó đọc cho thầy cặp góc ngoài cùng phía nào. Nào, Minh Phúc ơi cho thầy hỏi là cặp góc ngoài cùng phía đây là cặp góc nào? ôi ừ. rồi ôi chết rồi tại sao minh phúc lại không trả lời phúc ơi con không nhận diện được là đâu là con không nhận diện được đâu là cặp góc ở ngoài cùng phía hả con vậy nhá sau buổi hôm nay thầy yêu cầu phúc nghe ngay này con phải lập tức con phải làm ngay những điều này cho thầy này phải xem lại video bài giảng của sư phụ nghĩa ngay còn nếu trong trường hợp mà con không xem được thì con phải xin sư phụ nghĩa duyệt vào group facebook của 7 b on off để xem lại video của sư phụ nghĩa dạy bài hai uh, đường thẳng song song ngay lập tức nhớ chưa nào đây là một lý thuyết rất cơ bản thấy tin là ở trong lớp tất cả các bạn đều biết hết cái này rồi nếu mà con không biết thì rõ ràng là con đang bị nắm kiến thức này chưa được ổn thì phải xem lại video ngay nhớ chưa từ nãy giờ thầy cũng giảng giải rất nhiều về cái nào được gọi là ngoài cùng phía rồi thế mà con cũng chưa nhập tâm được như vậy là cái cái khả năng nhận diện của con là chưa được tốt lắm vậy thì phải thay bằng cách nào đó là chăm chỉ học hơn được chưa nào chứ còn nếu những bạn nào mà nhận diện tốt ý, thì chỉ cần nghe một lần hai lần là các bạn ấy hiểu ngay Vậy thầy nói lại một lần nữa này. Ngoài cùng phía là như thế nào? Là cái từ ngoài ấy ngoài cùng phía này. Thầy nói chậm lại như thế này như thế này rồi mà con vẫn không nhận diện được thì thầy cũng thật sự là cảm thấy hơi căng, phải không? Ngoài cùng phía. Lý do của cái việc học không tốt ấy nếu là nó là các năm trước là do học online. Ok. Nhưng đấy là lý do đã trải qua rồi, nó đã đã là gọi là một cái nó là một cái mà không mong muốn của dịch Covid nó tạo ra, đúng không ạ? Cho nên bây giờ ấy khi mà chúng ta đã được học trở lại trực tiếp, học buổi sư phụ nghĩa trực tiếp. Thế còn buổi của thầy online thì chỉ học trong khoảng 2 tháng thôi, còn sau đó là được chuyển sang học trực tiếp tiếp. Và như vậy là một tuần sẽ hai buổi học trực tiếp. Thì bây giờ các con cần phải nỗ lực ngay từ ngay từ đầu học kỳ này này. Chứ còn bây giờ mà không học một cách nghiêm túc ấy, thì hai ba tháng nữa là chúng ta bị mất gốc. Và khi bị mất gốc rồi thì sẽ không đuổi kịp lại được các bạn đâu. Được chưa nào? Hoặc là có đuổi kịp được thì sẽ rất vất vả. Vậy trong trường hợp này ngoài cùng phía là chúng ta cần phải quan tâm đến chữ ngoài và chữ cùng phía. Ngoài là thể hiện là bên ngoài của hai đường thẳng. Ngoài hai đường thẳng. A và B Được chưa nào Bên ngoài của hai đường thẳng A và B Như vậy đây là nó đang nói đến Các góc nằm ở bên ngoài của hai đường thẳng Vậy đó chính là bốn góc như sau này một này hai này 3 này, 4 này. Đây chính là bốn góc nằm bên ngoài của hai đường thẳng A và B. Phúc ok chưa? Hiểu được cái đầu tiên này chưa? vậy cùng phía là như thế nào là người ta định nghĩa là cùng một phía cùng một phía này so với cây cầu cùng một phía so với cây cầu vậy cái khái niệm này là như thế nào có nghĩa là cây cầu của chúng ta là trong trường hợp này là cây cầu màu xanh đây Đấy, nhìn này cây cầu này là màu xanh bình tĩnh nha được chưa cây cầu này thầy sẽ đổi sang nó là màu xanh Đấy, cây cầu của chúng ta đây này vậy thì cái cây cầu này nó sẽ chia cái bờ này ra thành hai phên bên đó là bên tay trái của cây cầu đây là bên trái Còn đây được gọi là bên phải của cây cầu. Đây là bên trái, bên phải nhé, chứ không phải là bờ trái, bờ phải đúng không nào? Đây là bên trái, bên phải cây cầu thôi. Vậy thì góc A1 đây, màu xanh đây, thầy tô lên này và góc B4 ở dưới này. Đây là hai góc vừa nằm ở bên ngoài của bờ sông hay là bên ngoài của hai đường thẳng A và B. Bên cạnh đó nó còn nằm cùng một phía bên tay trái của cây cầu. Vậy người ta định nghĩa góc A1 và góc B4 là hai góc ngoài cùng phía. Được chưa? Nào, Minh Phúc, ok chưa? A1 B4. Vậy trong trường hợp này góc A1 và góc B4 là hai góc ngoài cùng phía thì A1 và B4 này nếu là ngoài cùng phía thì có tổng bằng 180 độ. Vậy hai góc ngoài cùng phía là hai góc có tổng bằng 180 độ được chưa? Nó giống hệt như trong cùng phía. Cặp góc ngoài cùng phía còn lại, đó chính là góc A2 và góc B3. Vậy ta có A2 cộng với B3 cũng có tổng bằng 180 độ nốt được chưa? Rồi. Ok, xin mời các con bổ sung cái này vào trong vở đi. Đây được gọi là lý thuyết của cái phần hai đường thẳng song song thì cái phần lý thuyết này thầy đành phải nhắc lại để cho các con nhớ kỹ càng hơn và từ buổi sau ấy thì chúng ta sẽ rèn luyện bài tập được chưa nào nếu các con mà thấy phần này nó vẫn còn khó hiểu hoặc là cảm thấy chưa thật sự hiểu kỹ càng ấy thì phải dành thời gian để xem lại video thứ hai xem lại video rồi vẫn chưa hiểu thì có thể nhắn tin hỏi thầy để thầy hỗ trợ thêm nhá được không nào được chưa ok các con bổ sung cái này vào trong vở đi sau đó là chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây OK, thầy chào tất cả các con nhé. Thầy chào Bảo Châu ạ. À. OK, thầy chào con.